Thưa quý vị, theo Bộ Giao thông Vận tải, mới đây báo chí có phản ánh về việc khách đi taxi sân bay Tân Sơn Nhất gánh thêm phí, đồng thời phản ánh việc chờ đợi để lấy hành lý của hành khách nước ngoài nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra và sớm báo cáo lại cho Bộ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra và xử lý thông tin báo phản ánh, đề xuất giải pháp và nêu rõ thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 4. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương nghiên cứu nội dung phản ánh việc chờ đợi để lấy hành lý của hành khách nước ngoài nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ đó, chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước như hải quan, xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không trong dây chuyền phục vụ hành khách. Các phương án trên nhằm khắc phục tình trạng chờ đợi của hành khách quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Mới đây, nhà xe TCB thông báo sẽ dừng các hoạt động thuê vị trí đậu xe tại bãi xe ô tô ngoài trời. Thay vào đó, TCB sẽ sắp xếp số lượng vị trí đậu xe căn cứ vào danh sách xe đăng ký kinh doanh vận tải tại sân bay Tân Sơn Nhất của các hãng taxi, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Với cách tính mới, taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất khi qua nhà xe TCB phải trả các chi phí là vé vào cổng, phí thuê làng tổng cộng 24.100 đến 34.100 đồng trên mỗi lượt. Trong đó, phí taxi vào sân bay theo lượt là 9.100 đồng trên một lượt chưa tính thuế. Taxi khi quá cảnh nhà xe TCP ở sân bay phải đóng 5.000 đến 15.000 đồng trên một lượt. Với phương án trên, hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh đang cầu cứu Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và kiến nghị đưa ra các phương án khác để không phải qua nhà xe TCB.